Mến chào quý vị và các bạn. Trong video này mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thông tin cơ bản khi mà thực hiện cái hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị. Ở đây mình xin lấy một ví dụ cụ thể đối với cái trường hợp thửa đất nằm ở mặt tiền đường Võ Việt Tân, có một phần diện tích nằm trong hành lang lộ giới và một phần nằm ở phần diện tích còn lại nằm ở ngoài của hành lang của lộ giới. Và ở trường hợp này thì cái thửa đất của mình là một cái thửa đất có mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm, đang có nhu cầu chuyển mục đích thành đất ở tại đô thị. Cái phần diện tích đất nằm trong hành lang lộ giới thì là cái phần diện tích mà mình bị hạn chế quyền sử dụng đất, cho nên cái phần diện tích này không thể chuyển mục đích thành đất ở tại đô thị được. Nhưng riêng đối với cái phần diện tích còn lại nằm ngoài hành lang của lộ giới, nếu mà phù hợp với quy hoạch thì mình có thể chuyển mục đích thành đất ở tại đô thị. Khi mà mình thực hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị thì việc đầu tiên mình cần làm là mình phải đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi mà thửa đất mình tọa lạc để kiểm tra xem thửa đất của mình có thể chuyển mục đích phù hợp với quy hoạch hay không và được hướng dẫn lập hồ sơ theo đúng quy định. Nếu mà hồ sơ của mình được kiểm tra phù hợp với quy hoạch và được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại đô thị thì mình sẽ được phát cho một cái bộ hồ sơ, trong đó có một cái đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất như mọi người đang thấy trên video. Đây là một cái mẫu đơn được ban hành kèm theo thông tư số 30 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Như mình đã nói ở đầu video thì thửa đất này có một phần diện tích nằm trong hành lang của đường là cái phần được tô màu đỏ. Thì cái phần này, diện tích này mình không có được chuyển mục đích. Nhưng riêng cái phần diện tích tô màu vàng thì phù hợp với quy hoạch nên mình sẽ được xem xét cho phép chuyển mục đích thành đất ở tại đô thị. Ở đây mình có một cái bản vẽ trích lục bản đồ địa chính đối với cái thửa đất mà mình đang làm hồ sơ chuyển mục đích. Thì cái phần diện tích mà tô màu vàng đây là cái phần diện tích và vị trí mà mình được phép chuyển mục đích thành đất ở tại đô thị. Sau khi hồ sơ chuyển mục đích của mình được tiếp nhận và xử lý thành công thì bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi mà thửa đất mình tọa lạc sẽ liên hệ để mình nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cái mục đích mới là đất ở tại đô thị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.